Ericsson vừa công bố bản báo cáo di động chuyên về khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, trong đó có Việt Nam. Đáng chú ý, theo số liệu này, thì tỷ lệ smartphone ở Việt Nam đang vượt tỷ lệ đô thị hóa với khoảng 40% trong năm 2015. Cụ thể, Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam John Wasonius cho biết, số liệu phân tích của hãng cho thấy số thuê bao di động Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, đóng góp đáng kể vào số lượng 1 tỷ thuê bao của khu vực, góp phần đưa thuê bao di động của Đông Nam Á và Châu Đại Dương chiếm 14% toàn cầu. Dự báo của Ericsson đưa ra, tới năm 2018, tỷ lệ thuê bao smartphone sẽ tăng lên khoảng 70%, gần gấp đôi tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam. Không bình luận về sự tăng trưởng mạnh này có tác động như thế nào tới kinh tế xã hội, song đại diện Ericsson cũng nhìn nhận các số liệu này là cơ hội cho các nhà mạng để tập trung sáng tạo dịch vụ, cạnh tranh và tăng lượng người dùng di động. Ông John Wasonius cũng nhận định Việt Nam đang hội đủ điều kiện cần và đủ để triển khai thương mại các dịch vụ 4G LTE, nhất là khi thiết bị hỗ trợ 4G đã xuất hiện nhiều, cùng với nhu cầu người dùng sử dụng dịch vụ dữ liệu như xem truyền hình, video streaming đang ngày một cao.